Chào các bạn, hiện tại mình đang cầm hiện tại là của pin của LG V30 nha các bạn. Trong quá trình mình xài mà pin nó bị phù, hoặc là xài mau hết pin, hoặc là sạc không đầy pin, hoặc đang xài mà tự động tắt nguồn thì nó lỗi pin nha các bạn. Hiện tại pin này bên mình đang có sẵn, thay mình ngồi chờ đấy luôn, khoảng tầm 40 phút. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện tới thay, mình vẫn có bán thêm về. Các bạn liên hệ số điện thoại bên trên đó, mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.